Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Quang Vũ Vlog của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ có một cái món ăn vặt cùng chia sẻ đến các bạn ha. Thì hôm nay trên đường đi làm về thì gần ngang qua cái trường học hồi xưa Quang học cấp 2 á, thì nhớ đến cái món bánh tráng này. Hồi xưa Quang hay ăn món bánh tráng trộn ha, nhưng mà hôm nay Quang sẽ ăn cái món cũng là bánh tráng nhưng là bánh tráng cuốn ha. Thì trong phần bánh tráng cuốn này là một phần là 10.000 thôi, rất là rẻ. Thì trong đây nó sẽ có tương nè, sốt mayonnaise nè, trà bông nè, mỡ hành nè, và bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn thì người ta sẽ trong đó sẽ có cuốn rau răm, ruốc khô và trứng cút ha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng dùng bữa xế chiều cùng với Quang ha. Thì hôm nay đổi cái góc máy chút xíu, thường thì Quang sẽ ngồi ở phía trước này nè, ngồi ở bàn máy vi tính để Quang làm những vlog nói chuyện, hoặc là mình lên trên gác. Lên gác các bạn thấy đằng sau cái tủ nó có một cái cầu thang đó là lên gác ha. Thì thường Quang quay ở hai cái vị trí đó, và sắp tới chắc qua đám giỗ của ba Quang sẽ dọn lên gác và lên cái phòng á. Nó có một cái kho ở trên đó thì chắc sẽ dọn vô đó. Thứ nhất là để nằm ngủ nghỉ. Cái thứ hai là khi có làm những cái vlog hay là làm những cái bất kỳ những video gì đó thì nó sẽ có không gian yên tĩnh hơn. Thì như các bạn cũng biết, xung quanh Quang đang ở là có nhà thuê, và xung quanh nó cũng có những cái phòng trọ nó hơi ồn ào. Đây là hiện tại là đang cái giờ chiều. Thì thứ nhất người ta đi làm về, và cái thứ hai là có những em bé nó đi học về, như đứa nhỏ đi học về thì nó ra nó chơi á, hơi ồn ào một chút xíu. Rồi hôm nay Quang sẽ như các bạn đã biết hồi nãy, Quang sẽ ăn cái món ăn vặt, đó là bánh tráng cuốn ha. Cái món này Quang rất là thích ăn luôn các bạn. Nói chung là những cái món ăn liên quan đến bánh tráng nè, bánh tráng cuốn nè, bánh tráng này, bánh tráng cuốn gọi là ăn vặt chơi ha. Còn ví dụ những cái món mặn như là bánh tráng cuốn thịt heo nè, bánh tráng, nói chung là những cái món bánh tráng cuốn mà những cái món thịt là ngày Tết hay ăn á, bánh tráng cuốn cá, bánh tráng cuốn thịt là Quang bánh tráng cuốn lỗ tai heo nè, còn rất là thích ăn. Còn món ăn vặt thì có món bánh tráng cuốn này và món bánh tráng trộn ha. Quang cũng rất là hay ăn, đó là thói quen từ nhỏ đến giờ luôn. Đi ngoài đường mà hãy thấy cái món nào mà ngon ngon tí xíu liên quan đến bánh tráng là nhảy vô mua liền. Nhìn thấy là cảm thấy giống như là cái món ăn yêu thích của mình, nên nhìn là thấy là thích ăn rồi. Nãy giống như Quang đã có nói ha, đây là cái phần bánh tráng cuốn 10.000 một cái hộp như thế này. Bây giờ Quang sẽ mời cùng các bạn dùng bữa với Quang ha. Lâu rồi cũng không có ăn lại cái món này. Này nó hơi dính một chút xíu. Rất là ngon các bạn. Cho các bạn xem nha. Nhìn rất là ngon, nhìn vô là đã thấy thèm rồi. Nó lại có mỡ hành nữa, nhưng mà gần đây Quang không có ăn mỡ với ăn dầu nhiều, nên Quang sẽ không có, lúc nãy không có kêu bỏ mỡ hành ha. Lại Quang thì thường có thói quen ăn vặt. Khoảng chiều như thế này là khoảng 4-5 giờ là đi mua cái gì đó ăn, giống như ăn bánh giò nè, uống trà sữa thì lâu thôi, ăn bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn. Rồi có thể lên đường khúc nhà Quang trên đây, như một số clip trước Quang đã nói các bạn á, có bán rất là nhiều đồ các bạn. Bán hủ tiếu nè, mì Bình Thánh, bánh canh cua, rồi ôi rồi quá trời luôn, muốn ăn cái gì là đi bộ khoảng 2 phút là lên trên đó là có liền. Rất là ngon. Hôm nay đáng lẽ Quang lên quay clip là lên gác quay á, nhưng mà mấy hôm nay thời tiết nó nóng quá, không biết mai mốt lên cái dọn lên cái kho ở trên đây, không biết ăn ngủ là quay clip ở trên, biết có chịu nổi hay không, nhưng mà chắc phải gắn thêm cái quạt chứ để không là không chịu nổi đâu. Nội mà ở dưới đây, ở dưới đất nè, gắn quạt không mà còn chịu không nổi nữa, không biết thời gian tới như thế nào đây, cũng phải cố gắng thôi. Rất là ngon.
Thì cái chỗ bán này ngang cái chỗ trường học xưa quan học ở trường cấp 2 Tân Thế Hiệp á, giờ là đổi tên hình như cái gì. Thì quan đi ngang qua hoài Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi gì quan, thật sự quan không có ghim được cái tên nó vô đầu luôn á. Tại quan cứ nhớ trong ký ức của quan là vẫn nhớ là cái tên là trường Tân Thế Hiệp không à. Thì ở đằng trước trường nó có nguyên một cái dãy đó là những cái người mà hay bán đồ ăn vặt rồi đó, thì bán bánh tráng trộn rất là nhiều người bán. Nhưng các bạn để ý, nếu các bạn muốn ăn cái bánh tráng cuốn ngon á thì các bạn từ cái tính từ cái trường, quan chia sẻ nói cho các bạn dễ hình dung ha. Tính từ cái trường học đúng không, ra bước ra quẹo tay trái và nhìn xéo bên kia đường ha, thế sẽ có một cái đôi vợ chồng mà chắc cũng kêu bằng cô á, cũng khoảng 40-50 rồi đó. Có khi thì cái cô đó, hai vợ chồng này là nghe qua nghe giọng hình như là người miền Trung. Có khi là hai vợ chồng bán, có khi là có mình cô bán à. Ha, thì bà sẽ có bán bánh tráng cuốn này. Ha. Thì Quang mua ở đó, còn những cái cô hoặc là những cái người khác bán ở gần đó thì Quang chưa có ăn nên Quang không có rõ là ăn ngon hay không. Rất là ngon các bạn. Ở chỗ cái trường học đó thì nó cũng có hai cái địa chỉ bán gọi là đồ ăn vặt hồi xưa đến giờ mà ngon, gắn liền với khá là nhiều thế hệ học sinh, trong đó có cái thế hệ của Quang năm 89-90 gì đó. Thì tính từ cái trường học đúng không, bước ra khỏi cổng trường quẹo tay phải bên xéo bên kia đường nó có một cái quán ốc bán hồi xưa đến giờ, giá cũng khá là bình dân thôi. Và ngay chỗ bước khỏi cổng trường đúng không, quẹo trái thì sẽ qua cái chỗ bán bánh tráng trộn này, qua luôn nó sẽ gặp một cái ngã ba. Khi cái ngã ba đó nó sẽ có cái ngay cái ngã ba đó nó sẽ có cái chỗ bán bánh mì như là tên gì quên rồi, cũng dạng như bánh mì những chàng trai vậy, giống như vậy. Là cái chỗ đó lần hôm qua có ăn cái gà rán, cái clip mà gà rán KFC á, nó có cái món gọi là bánh patiso á các bạn, rồi quăng mua đó. Rồi sát bên cái tiệm bánh mì đó là hai cái quán nước bán nước mía, rồi có cái clip mà Kỳ Quang ăn bánh giò rồi Quang uống rau má đậu xanh gì đó, nhớ bắt các bạn không biết các bạn nhớ không ha. Thì Quang mua nước ở đó. Rồi ngay chỗ ngã ba đúng không, hay gì quẹo phải. Bây giờ mình chạy thẳng luôn một chút xíu. Về bên tay phải là một cái quán khóa lấu, bữa nào Quang có gì Quang sẽ ăn ở chỗ đó và làm clip lại. Thì cái quán khóa lấu đó là Quang ăn từ lúc lớp 6, lớp 7. Rồi lúc đó là học ở trường cấp 2 thì chỉ có 2 năm thôi. Xong rồi chuyển lớp 8, lớp 9 thì chuyển qua cái trường khác ở bên ngoại. Thì ngay cái chỗ quán khóa lấu đó Quang ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà bây giờ không biết là chất lượng như thế nào. Và cái cô hồi xưa bán ở chỗ đó bây giờ không biết còn bán hay không, hay là đã chuyển sang cái chỗ khác thì Quang không biết. Nhưng mà mỗi lần đi nghe thì Quang cũng thấy cũng còn khá là nhiều đâu, rất là đông các bạn học sinh vào đó ăn ha. Quá ngon các bạn ơi. Nó có 10.000 một hộp à, nó rất là rẻ ha. Rất là ngon. Có thêm cái sốt mayonnaise nữa, ăn cho nó béo béo đã quá. Mấy bữa nay dạo trên một số cái group trên của YouTube kiếm tiền, YouTube là gọi là hướng dẫn những cách kiếm tiền trên YouTube ở trên những fanpage Facebook rồi đó. Tôi thấy có rất là nhiều bạn đăng dạng như là chia sẻ cái kênh mình đã bị chết, đại loại như vậy, than trời trách đất rất là nhiều, tại đang trong cái giai đoạn YouTube nó đang quét rất là chặt. Thì Quang mới chợt nghĩ, không biết các bạn đó làm cái kênh theo cái chủ đề gì Quang không rõ. Nhưng mà Quang có thể tự tin và chắc chắn một điều là khi mình làm những cái vấn đề, hay nói là tự tin làm những cái vấn đề về vlog cuộc sống hay là những cái món ăn quay lại cuộc sống thường nhật của mình, thì chắc chắn là mình
sẽ cảm thấy yên tâm và thoải mái, không có sợ bất cứ vấn đề gì hết mỗi khi có cái đợt YouTube nó quét qua ha. Còn xui, nếu mà xui lắm thì YouTube nó quét nhầm chết kênh thì mình cũng có cái cơ sở và cái nội dung để có thể kháng nghị lại nó ha. Rồi ok, đến đây Quang vừa ăn xong rồi, Quang sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh Quang để tiếp thêm một chút xíu động lực để Quang có thể làm một số clip tiếp theo trong khoảng thời gian tới để gửi đến các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo. Bye bye!